Nguyễn Hoàng xin chào quý cô chú anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Bán Nhà Chính Chủ Sài Gòn nha quý anh chị ha. Hôm nay Nguyễn Hoàng đang có mặt tại con hẻm Lê Đình Cẩn thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân để review cho quý anh chị mình một cái căn nhà cho quý anh chị có kết cấu là một trệt một lầu quý anh chị ha. Nhà mình là thuộc cái căn góc hai mặt tiền hẻm nha quý anh chị ha. Căn góc hai mặt tiền hẻm nha quý anh chị. Vị trí ngôi nhà của mình là xe hơi vào đến tận vị trí ngôi nhà của mình được luôn ha. Cái hướng này là mình di chuyển ra bên mặt tiền đường của đường Lê Đình Cẩn nè. Ra ngoài đó cô chú anh chị mình rẽ tay phải là mình hướng đi về bên trục đường tỉnh lộ 10. Nhà mình thì giáp ranh với lại quận, giáp ranh với lại khu tên lửa nha cô chú anh chị, gần ngay Eon Mall quận Bình Tân của chú anh chị nha. Rồi gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông cũ luôn cô chú anh chị, ngay chỗ góc đường tên lửa giao với lại cái đường Bình Trị Đông, nó có một cái ngôi chợ đó cô chú anh chị nha. Nhà mình là thuộc một sẹt nha cô chú anh chị, nhưng mà vị trí của nhà của mình là phải nói là cực kỳ đẹp luôn cô chú anh chị. Hẻm này xe hơi của chú anh chị mình di chuyển vô được. Hẻm này thì nó có độ rộng là khoảng cái chừng là 5m. Do hai bên để cây cối hơi nhiều thôi của chúng chị ha. Chứ thực tế là 5m đó của chúng chị. Ở khoảng không gian trước nhà của chúng chị mình đây. Khoảng này là 5m dư sức nha của chúng chị. Nhưng mà xe hơi mình vẫn chạy vào được nha. Xe hơi 4 chỗ 7 chỗ là vẫn chạy vào được của chúng chị ha. Căn nhà mà hôm nay Ngũ Hoàng sắp review cho chúng chị mình á, đang thuộc cái con hẻm 45 của trục đường Lê Đình Cẩn thuộc phường Tân Tạo quận Bình Tân. Thì cái hẻm 45 này thì nó gần, rất là gần với lại góc ngã ba giữa tên lửa với lại tỉnh lộ 10 của chúng chị. Tại vì đầu đường tên lửa với lại Lê Đình Cẩn là số 1, thì chạy vô đây số 45 thì khoảng 150m thôi là cô chú anh chị mình tới cái hẻm này rồi. 150m thôi tới cái hẻm này là mình tới cái vị trí ngôi nhà của mình rồi ha. Thì mình chạy vô đây là một sẹt nha quý anh chị. Căn nhà mình là thuộc căn góc nha. Đó, địa chỉ ngôi nhà của mình đây, 45 sẹt 48 của trục đường Lê Đình Cẩn thuộc phường Tân Tạo quận Bình Tân của quý anh chị. Kết cấu của ngôi nhà của mình là một trệt một lầu. Ở bên trên nó có tổng cộng 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh ha. Hướng chánh của ngôi nhà của mình á là hướng này là hướng đông nè. Và hướng bên hông đó đó là hướng nam nha cô anh chị. Vô bên trong đây nó còn cái con hẻm nữa. Đi thẳng vô bên trong chắc còn khoảng cỡ chừng là mười mấy căn nhà ở bên trong nữa. Nhưng mà hẻm nhà mình á là, để Hoàng coi kỹ lại hẻm này, hẻm thông hay hẻm cục nha cô anh chị. Nhưng mà thực tế là thấy là hẻm cục với cô anh chị. Hẻm nhà mình là thuộc hẻm cục nha quý anh chị ha. Ở nhà mình là thuộc hẻm cục nha. Nhà mình là thuộc cái căn góc hai mặt hẻm nên bên hông của nhà mình nó có chỗ cửa sổ ra lên rất là thoáng luôn quý anh chị ơi. Cửa sổ ở dưới tầng trệt nè, rồi cửa sâu luôn nè, nhà mình có cửa sâu luôn ha. Rồi ở bên trên lầu nè, ở phòng bên trong nè, phòng bên ngoài nè đều có cửa sổ. Khu vực ban công cũng có cửa sổ luôn, có cửa chính rồi cửa sổ luôn ha. Rồi chủ nhà có làm thêm cái lan can nữa, lan can thì inox 304 nha quý anh chị. Thì cái phần ban công này á thì chủ nhà chỗ ra khoảng cỡ chừng là 6 tấc của quý anh chị. Chủ nhà làm thêm khoảng cỡ 6 tấc nha. Đường ống nước đồ là chủ nhà làm sẵn cho mình hết rồi của quý anh chị. Căn này đang sở hữu bề ngang á là 3,5m. Chiều sâu vô trong là 8m của quý anh chị, và mức giá mà chủ nhà đang chia sẻ cho bên Nguyễn Hoàng căn nhà này phải nói là quá rẻ luôn của quý anh chị ơi. Mức giá chỉ có 2.650 thôi của quý anh chị. 2.650 triệu thôi của quý anh chị nha. Nhà mình có cái tổng diện tích đất là 27,7m², gần 28m², mà chủ nhà bán chỉ có 2.650 thôi. Kết cấu một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Hướng chánh là hướng đông và hướng bên hông là hướng nam của anh chị. Hẻm nhà mình là hẻm xe hơi nha. Đường này thì nó rộng tới 5m lận, nhưng mà do hai bên trồng cây nên cô chú anh chị mình thấy hẹp vậy thôi, chứ thực tế là nó rộng tới 5m lận của anh chị. Ở căn nhà mình đây, một trệt một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh. Ở hướng chánh là hướng đông của chú anh chị ơi, rất là mát mẻ vào buổi chiều nha. Ở đây thì gần ngay chỗ bệnh viện quận Bình Tân, gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông cũ, gần ngay chỗ Eon Mall quận Bình Tân, khu tên lửa đó của chú chị. Căn nhà này hướng đi qua bên quận 6 nó cũng gần. Cô chú anh chị mình hướng đi trục đường tỉnh lộ 10, mình hướng thẳng một đường luôn là mình sẽ ra trục đường Bà Hôm nha. Nếu cô chú anh chị nào mà muốn tìm vị trí ngôi nhà này á, mình hướng từ vòng xoay Phú Lâm nè, mình hướng về Bà Hôm, qua ngã tư An Dương Dương với lại Bà Hôm là đường tỉnh lộ 10, đi thẳng đường tỉnh lộ 10 gặp cái đường Lê Đình Cẩn, chạy vô số 45 sạc 48 tới vị trí ngôi nhà của mình. Cái này là Nguyễn Hoàng quay chính xác địa chỉ của ngôi nhà luôn cô chú anh chị ha, nên cô chú anh chị mình yên tâm là hình thật nhà thật, và giá này là giá thật luôn cô chú anh chị, và giá này là vẫn còn thương lượng của chú anh chị nha. Thì nhà này thì hiện tại là chủ nhà làm tổng cộng là hai lớp cửa, đó là một lớp cửa sắt ở bên ngoài
sắt này là cửa sắt lùa. Cửa này thì có lá ở bên trong nha cô anh chị, có lá nha, có tấm lá ở bên trong nè. Nói chung là cửa này thì an toàn cô anh chị, nhưng mà nó không có thoáng nha, do cái tấm lá này thì mở mình không có thoáng cô chú anh chị nha. Và là một lớp bên trong là lớp cửa sắt kính nè. Cửa này cũng là cửa bốn cánh, còn cửa này là cửa lùa hai bên. Mặt tiền thì chủ nhà ốp đá hoa cương. Ở đá này là đá hoa cương của anh chị. Đó địa chỉ ngôi nhà của mình đây ha. 45/48 Lê Đình Cẩn nè, phường Tân Tạo, quận Bình Tân nè. Ở bên trên là cái ban công của ngôi nhà của mình, thì cái ban công nó rộng tới 6 tấc lận của anh chị nha. Khu này thì không có ngập nước nha của anh chị. Khu này không có ngập nước nha. Đó, nếu mà ngập nước là của anh chị mình sẽ biết liền ha. Đảm bảo của anh chị mình khu này không bị ngập nước nha. Riêng cái trục đường Lê Đình Cẩn cái con hẻm này là không có bị nha của anh chị. Nếu mà bị là nhà hàng xóm của mình lúc nào cũng phải xây cao hết rồi của anh chị ơi. Đảm bảo của anh chị mình là đoạn này không bị ngập nước nha của anh chị nha. Với lại cái thềm nhà của mình á, nó cũng sẽ cao hơn với lại thềm đường nha của anh chị. Nó cao hơn chắc khoảng có 3 thất rưỡi. Thì chủ nhà làm cái bậc tân cấp, rồi chủ nhà để tấm đá hoa cương lên. Nói chung là nhà này rất là sạch sẽ luôn của anh chị. Đây khoảng không gian khu vực phòng khách của ngôi nhà của mình đây ha. Nhà này thì thiếu hệ thống đèn nha, chịu khó của chú anh chị mình về mình vô hệ thống đèn thêm nha của chú anh chị. Nhà này được cái là đúc với cô chú anh chị ơi, đúc rất là kiên cố nha. Nhà này nhà đúc á, cầu thang cũng đúc luôn, cầu thang bê tông cốt thép luôn ha. Hai bên tường thì chủ nhà ốp gạch cao lên là khoảng có 1m2, bên tay trái và bên tay phải đều ốp gạch cao hết. Nhà mình thì điện nước là nước chính của nhà nước. Đồng hồ điện của nhà mình nó để bên hông mình, đồng hồ điện để bên hông này của anh chị, đồng hồ nước thì nằm ở bên dưới này. Nhà thì điện nước là nước chính của nhà nước của anh chị. Nhà mình thì phía bên này có cửa sổ nè, khung sắt bảo vệ nè, cửa kính sắt nè của anh chị, rất là kiên cố ha. Phía đằng sau đó thì có cái cửa nữa của anh chị, cửa đó là mình để mình mở ra phía hẻm hông nha. Nhà mình có cái hẻm hông ở bên ngoài nữa ha. Không gian phòng khách nha của anh chị. Chủ nhà đang xài là hệ thống đèn led 1 tiếp 2 hai bên nha. Nhà hai lớp cửa rất là kiên cố luôn. Này cô chú anh chị mình mua về là mình chỉ cần sơn phết lại thôi, tại vì cái nhà này chủ yếu là sơn phết lại, quét mạng nhện lại thôi là ok rồi, mình ở ok rồi nha, không cần phải đập ra hay là sửa chữa gì nữa hết cô anh chị. Còn ở đây á, thì cô chú anh chị mình về mình làm lại cái hệ thống tủ ha. Tủ này là tủ nhôm thì làm lại nha cô anh chị, chịu khó mình làm lại cái hệ thống tủ. Rồi bên trong này nó có khoảng trống nữa nè, khoảng trống này mình đi vô bên đây, vô bên trong đây thì nó có toilet nè, có toilet nằm ở bên trong này luôn ha. Ở gạch thì cũng ốp cao ráo luôn quý chị, vòi nước rồi bồn cầu đầy đủ hết. Cửa này thì xài cửa nhôm nha, cửa nhôm kính đục ha, rất là kiên cố nha. Ở bên trên này nó còn một khoảng trống nữa nè. Gạch ốp cao ráo nha quý chị ha. Cầu thang này là đúc bê tông cốt thép nè, cầu thang là bê tông cốt thép nè, bề mặt đi bằng đá hoa cương, tay vịn là bằng gỗ nha. Mấy cái này là khung sắt nha quý chị, mấy cái này nè khung sắt nha, tay vịn này bằng gỗ ha. Rồi để Hoàng mở cái cửa hông này ra cho quý chị mình xem nha. Nhà mình có cái cửa bên hông này nữa nè. Đây cửa này là cửa bên hông của ngôi nhà của mình đây. Sau này cô chú anh chị mình về mình mở ra được nha, mình mở ra mình để đồ, mình phơi đồ ở ngoài đây nha, được nha. Còn không thì mình phơi đồ ở bên ban công nha cô chú anh chị. Ở bên con hẻm này, ở bên căn kế của mình nó còn một căn nữa nè, đang kêu với mức giá là 1.950.000 sao cô chú anh chị. Để anh Hoàng coi lại. Một tỷ chín tám mươi cho quý anh chị ha, căn kế này nè, căn này luôn nè quý anh chị, căn này nè là 1.980.000 ha. Cũng một trệt một lầu luôn quý anh chị nha, 1.980.000 căn đó. Thì hiện tại là chủ nhà đang kêu bán là 1.980.000, bề ngang là 4m rưỡi, dài 3m rưỡi nha quý anh chị nha, ngang 4m rưỡi, dài 3m rưỡi nha. Căn đó ngang 4m rưỡi, dài 3m rưỡi, còn căn này là 3m rưỡi, dài 8m cô chú anh chị nha, bề ngang 3m rưỡi, dài 8m cô chú anh chị. Căn này thì bề ngang nó nhỏ hơn nhưng mà bề dài nó được cái nó dài hơn.
Đó, cầu thang đây, cầu thang nhà mình đây ha. Ở đèn cầu thang cũng trang bị đầy đủ hết ha. Ở đây thì chủ nhà xây tường lên nha. Tường này tường 20, tường 20 lên là chủ nhà làm mấy cái bệ đây để đồ. Rồi để Hoàng di chuyển lên cầu thang cho quý anh chị mình xem nha. Ở bên trên này thì có tổng cộng là hai phòng ngủ với lại một cái toilet nằm ở trong cái phòng phòng trong nha quý anh chị. Chủ nhà không có làm toilet nằm ở giữa nhưng mà chủ nhà làm cái toilet phòng bên trong. Đây phòng bên trong của nhà mình đây ha. Tủ này thì không biết là chủ nhà có mang đi không thì không biết nha, thấy để lại nha quý anh chị ha. Có cái tủ luôn. Rồi bên trong này là toilet nè. Gạch thể ốp cao ráo luôn ha, bồn cầu có luôn, vòi nước có luôn. Bên này là khung sắt nha quý anh chị, khung sắt rồi cửa sắt kính nha. Nhà mình căn góc đó, nên bên hông nó có cửa sổ rất là thoáng đó quý anh chị ơi. Căn này nói chung là rất là thoáng nha. Ngũ Hoàng xin nhắc lại là ngôi nhà này á, đang thuộc cái con hẻm 45/48 của trục đường Lê Đình Cẩn nha, thuộc phường Tân Tạo, quận Bình Tân, gần ngay chỗ chợ Bình Trị Đông nha quý anh chị. Rồi giáp ranh với lại quận 6, gần ngay Eon Mall quận Bình Tân. Rồi khu tên lửa, nói chung là thuận tiện trong việc mà mình di chuyển về các quận trung tâm nữa. Hẻm trước nhà là hẻm rộng 5m nha quý anh chị ha. Mức giá quá rẻ rồi quý anh chị ơi. Bề ngang là 3,5m, dài 8m. Tổng diện tích đất gần 28m² đất của anh chị. Nó có cửa sổ hông luôn nè. Rồi cửa sổ trước mặt nè. Rồi phía ngoài này có ban công. Ban công này 6 tấc nha, 6 tấc nha anh chị. Đó, ban công này 6 tấc nè. Đường ống thoát nước là chủ nhà làm sẵn rồi. Bên trên này là cái mái ngói nha. Mái ngói của ngôi nhà của mình nè. Máy ngói nha quý anh chị. Ở hướng đó thì di chuyển ra đó là ra mặt tiền đường của đường Lê Đình Cẩn ha. Ở đường trước nhà của mình đây rộng rãi thoáng của quý anh chị. Nếu cô chú anh chị nào đang có nhu cầu quan tâm cái bất động sản này, mình liên hệ Ngũ Hoàng với số điện thoại 0901 796379 nha. Còn nếu cô chú anh chị nào đang có bạn bè người thân mình đang quan tâm, mình chia sẻ cái video này giúp cho bên Ngũ Hoàng ha. Nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo để mình xem được nhiều video sớm nhất của quý anh chị nha. Nhà mình thì sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng của quý anh chị ơi. Mức giá chủ nhà đang chia sẻ là 2.650.000. 2.650.000 nha quý anh chị. Bề ngang 3,5m, dài 8m của quý anh chị, tổng diện tích đất là gần 28m². Hẻm trước nhà là hẻm rộng gần 5m nha quý anh chị ha. Căn nhà mình là thuộc căn góc hai mặt hẻm của quý anh chị ha. Ở đây thì giáp ranh với lại các quận nha. Ở cô chú anh chị nào nhu cầu quan tâm thì kết nối ngay nha. Và bây giờ thì Ngũ Hoàng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở clip tiếp theo.